Em xin phép xem màn hình nhé. Thầy bắt đầu xem màn hình nhé. Các bạn nhìn thấy màn hình của thầy thì gõ một giúp thầy nha. Mọi người có nhìn thấy màn hình của thầy không ạ? Ok, thì Hoàng. Thực ra thì cái môn này thì chúng ta học chủ yếu chúng ta biết là thực hành là chính đúng không? Chúng ta sẽ làm dự án. Thế nên là về phần slide bài giảng thì trong học liệu nó rất đầy đủ rồi, thầy cũng không chuẩn bị thêm slide. Nhưng mà buổi hôm nay thì chúng ta sẽ code thực hành theo hướng là chúng ta sẽ đi qua từng ý theo phương pháp học project based, tức là học qua dự án thực tế. Thì thầy sẽ lốt ra đây một số công việc mà hôm nay chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau. Và bản ghi video hôm nay thì cô Thu sẽ gửi lại cho các bạn. Và phần về phần code thì thầy cũng sẽ gửi lại số code cho các bạn. Để buổi sau nữa chúng ta sẽ lại học cùng nhau tiếp bằng cái số code đấy. Và sẽ được thầy với thầy Đạt phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như là hai thành viên trong một team dev đúng không ạ? Để xem chúng ta làm việc nhóm kiểu gì. Thì thầy xin list sơ qua một số nội dung chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ mở màn nội dung đầu tiên liên quan đến Foreign Facebook 1. Em ơi, để em nhận được đầy đủ tài liệu của môn học thì em join vào cái nhóm Zalo cô gửi trong khung chat nhé. Cuối buổi sau khi thầy Hoàng và thầy buổi thầy Hoàng thầy Đạt dạy xong thì toàn bộ tài liệu cũng như là video của buổi học cô sẽ gửi hết vào trong nhóm. Chúng ta sẽ đi qua đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt và chạy cái phiên bản dự án Angular đầu tiên. Và đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng phiên bản mới nhất. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang học những cái bản Angular cũ hơn như là Angular 2, Angular 4. Rồi có một số phiên bản nó khá là ổn định. Nhưng mà thầy thấy khi thầy dùng cái bản mới nhất này thì thầy cũng chưa gặp lỗi gì. Nên chúng ta sẽ dùng luôn bản Angular 16 mọi người nhé. Hiện tại năm 2023 là đang có bản Angular 16. Rồi chúng ta sẽ được thầy giải thích sơ qua về cấu trúc dự án. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến khái niệm và demo với một số những cái nội dung cơ bản nhất. Ví dụ như là template trong Angular. Tiếp theo là khái niệm và demo về component. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng thêm file ship vào trong dự án đúng không ạ? Mà tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một số thư viện. Thầy thấy các bạn trên lớp, các bạn nhiều lớp các bạn đang học sử dụng Sailwind đúng không ạ? Thì có rất nhiều thư viện và khả năng là một buổi thì không thể hướng dẫn được. Thầy sẽ chỉ mang tính chất giới thiệu thôi. Và cái mà thầy sẽ sử dụng ngày hôm nay thì nó đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thấy là thân thuộc. Chúng ta sẽ tạm thời dùng cái đầu tiên, cái dễ nhất là cái nhúng Bootstrap đúng không ạ? Chúng ta nhúng Bootstrap. Ngoài ra thì lát nữa thầy sẽ giới thiệu thêm sơ qua cho các bạn một số thứ cũng là thư viện thôi nhưng mà nó pro hơn chút đúng không ạ? Primenzy hoặc là Material. Cái này thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm rất nhiều thời gian các bạn phải tự học nữa đúng không ạ? Có thêm LTD hoặc là cũng có thể chúng ta cũng có thể dùng thêm Material này, Primenzy này, LTD này, có thể dùng Sailwind đúng không ạ? Chủ yếu là các thư viện UI, framework cũng là framework về về UI UX đúng không? Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp một cái nội dung nữa là chúng ta sẽ học về data binding. Để biết trong 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 framework thì nó truyền dữ liệu như thế nào. Khi các bạn nhắc đến data thì các bạn thường nghĩ là data thì nó là dạng object hoặc JSON hoặc là một cái kiểu dữ liệu đấy nhưng mà nhiều khi các bạn quên mất là data nhiều khi nó lại cũng là những cái sự kiện nó còn truyền đi đúng không ạ? Sự kiện nhiều khi nó cũng là một kiểu dữ liệu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ học thêm một số cái directive khá là quen thuộc, khá là hay dùng. Directive ví dụ như là engine if
có nhiều lắm các bạn, enzyme enzyme for đúng không ạ, rồi enzyme model đúng không, các bạn có thể kể thêm giúp thầy nè, các bạn chat các bạn kể thêm giúp thầy một số cái nè. Có NG class nữa đúng không? Các bạn chat để các thầy cô hỗ trợ và đọc nhá. Thầy thỉnh thoảng thầy vẫn để ý cung chat đấy. Đấy, nội dung buổi bột chúng ta cũng không nhiều lắm nhỉ, chỉ có 8 mục thế thôi. Thì vì nó là cơ bản nên là thầy đi nhanh thôi, đi nhanh để ôn lại cho các bạn, tổng hợp lại cho bạn cân thức. Ngoài ra thì cuối buổi thầy sẽ chia sẻ luôn cả nội dung buổi 2 nữa. Giờ chúng ta bắt đầu đi từng phần một nhé. Thì trước khi mà các bạn học framework này ấy, thì các bạn cũng biết là các bạn sẽ phải làm việc với NPM rất nhiều rồi. Trước đây thì các bạn cũng thấy là nhiều môn thì các thầy cô hướng dẫn các bạn học và cài đặt thêm cái LVM. NVM tức là Node Version Manager đấy, tức là quản lý các phiên bản của cái thằng LVM. Thì thầy khuyên các bạn là nên cài một cái bản nó thuộc dạng là Long Time Support, tức là support một cái khoảng thời gian dài. Như nhiều bạn thì cài Angular nhiều khi chỉ lỗi cho cái phiên bản này thôi. Thì ở lớp thầy thì có một số bạn đang bị lỗi thì thầy thuần hướng dẫn các bạn dùng thêm YAML đúng không? Các bạn có thể dùng NPM hoặc dùng YAML. YAML này nó cũng là một cái công cụ quản lý gói cài đặt của chúng ta. Thì thầy đang thường xuyên sử dụng hai cái này. Chúng ta sẽ thử khởi tạo một cái dự án đầu tiên nhé. Ok. Thầy sẽ demo môn cái code ở trong này thì chúng ta sẽ tạo một cái terminal đúng không? Trước kia là chúng ta tạo cái terminal trước. Giờ nếu như mà thầy quên mất cái việc mà các bạn đang nhìn mà màn hình nó bị bé quá ấy, thì các bạn nhớ nhắc thầy là thầy cho chữ to ra. Nhiều khi thầy quên đấy. Thì việc đầu tiên là các bạn phải có cái node trước đúng không ạ? Có cái LPM trước đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta chưa có thì khả năng cao là chúng ta không ngồi ở đây đâu, tại vì bây giờ chúng ta học học kỳ 5, học kỳ 6 hết rồi, chắc là các bạn cài hết rồi đúng không? Thì bây giờ lần đầu tiên chúng ta phải cài Angular CLI vào trong máy tính của chúng ta đúng không? NPMI A cộng Angular rồi CLI. Thì thầy có hỏi nhiều bạn là CLI là viết tắt của cái gì, thì nhiều bạn lại bảo CLI là viết tắt của client, chắc là Angular thì nó viết cho client nên là nó là client. Thì thực ra không phải nhé, CLI này nó là viết tắt của Command Line Interface đúng không ạ? Tức là gì ạ? Nó là giao diện dòng lệnh, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nghe nó cũng hơi không được xuôi tai cho lắm. Nhưng mà thực ra thì nó là viết tắt của Command Line Interface, tức là giao diện dòng lệnh. Chúng ta sẽ thao tác với dự án, cài đặt rồi thêm bớt các component rồi các phần tử của dự án bằng giao diện dòng lệnh. Thế nên là khi chúng ta cài này thì chúng ta sẽ làm mọi thứ với những câu lệnh thông qua command line nhé. Thầy sẽ thêm một cái cờ trừ g để cài global, tức là cài toàn cục trong máy tính của thầy. Phần này thì nó khá dễ, khả năng tí nữa thầy sẽ vừa code xong thầy vừa hỏi các bạn để nhờ các bạn hỗ trợ thầy, coi như là chúng ta ôn tập đúng không? Tránh trường hợp là thầy giảng nó dễ quá thì các bạn thấy buồn ngủ. Nhiều khi nó phải có tí thách thức thì các bạn mới tỉnh đúng không? Rồi sau khi các bạn cài xong, đây là thầy cài nó rất là nhanh, tại vì thực ra máy tính của thầy nó có rồi. Thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra bằng NGV đúng không ạ? Bây giờ bất cứ một câu lệnh nào chúng ta đều có bắt đầu bằng chữ NG đấy, là viết tắt của Angular đấy. Để kiểm tra cái version Angular thì coi sao đúng không? Thì chúng ta thấy là ở đây nó trả về thông tin là Angular CLI có những cái phiên bản như thế này, CLI là 16.0.5 đúng không ạ, load là 16.14 và có một số thông tin về gói rồi về hệ điều hành, rồi bên dưới này chúng ta có thêm những cái core cơ bản nhất của Angular để nó có sẵn ở đây rồi. Như thế này chúng ta có thể khởi tạo dự án được rồi mọi người nhé. Thì thầy sẽ khởi tạo luôn một cái dự án ở đây. Câu lệnh khởi tạo dự án là gì các bạn nhỉ? Thầy có đang quay không? Thầy đang quay mọi người nhé. Thầy đang quay đây. Hình như là cô cũng đang quay. Ok, mọi người yên tâm nhé. Rồi, bạn nào nhắc thầy cái câu lệnh tạo mới dự án nào? NG Lưu, tên của project đúng không?
chúng ta có cái tutorial 208, thầy sẽ đặt luôn là tutorial 208 đi. Tutorial web 208 nha. Cái code này thì thầy sẽ gửi lại cho các bạn sau. Rồi câu hỏi đầu tiên chúng ta gặp khi tạo dự án là bạn có muốn add cái Angular Routing không? Thì thôi chúng ta sẽ dùng và chúng ta sẽ add cái thằng này. Cái chữ Y viết thường là nếu như mà chúng ta không có gõ gì thì nó sẽ chọn chữ viết hoa, tức là chữ N viết hoa nó lâu đúng không ạ? Còn Y viết thường này là nếu mà chúng ta không gõ gì là nó mặc định nó sẽ không cài đâu, nên chúng ta sẽ phải gõ Y vào đây để đồng ý cho thêm Angular Routing. Nhiều khi các bạn không để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ này đâu. Thầy bảo là em cài nhưng mà em không có file giống như thầy đúng không? Which style suite format, tức là nó hỏi là chúng ta muốn tạo kiểu bằng cái ngôn ngữ gì. Ở đây thì nó có Ceres, SCRS, SAS và LESS đúng không ạ? Thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ tạo kiểu bằng SCRS hoặc là CS thôi. Nhiều bạn đang dùng SAS hoặc dùng LESS thì có thể cài thêm cái hai cái ông dưới. Thầy sẽ dùng luôn CS nhé. Khi chúng ta đi làm thực tế thì khả năng là sẽ dùng dùng SCS nhiều đấy các bạn ạ. Đợi một chút nha, đợi một chút để cài nha. Cái này thì cũng tùy tình trạng mạng của chúng ta và tình trạng máy của chúng ta có xịn hay không đúng không? Máy của thầy không được xịn lắm nên là chúng ta đợi hơi lâu. Rồi, thành công rồi. Cái đoạn chữ màu vàng này là cảnh báo cho chúng ta là nó đã tạo luôn git chúng ta rồi và nó tạo luôn cái nhánh master của chúng ta rồi đúng không ạ? Rồi ông có muốn config cái gì thì config, muốn chuyển sang tên khác thì chuyển đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là trong này chúng ta có folder nào để chúng ta đi vào cái folder này nhá. Thầy sẽ đi vào cái folder tutorial web 208 đúng không? Thì chúng ta vừa mới đặt tên thế mà. Đây. Thì vào được dự án rồi thì việc đầu tiên là chúng ta cứ chạy lên trước đã. Thì cái câu lệnh chạy lên là ng server đúng không mọi người? Chắc là mọi người học qua chỗ này rồi đúng không? Ng server. Rồi nếu có thể có thêm là cái trừ 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 open nữa đúng không? Thì trừ open đúng không? Thì trừ trừ open đấy tức là nếu như mà nó khởi chạo rồi mà mình thêm cái cờ trừ trừ open này thì nó sẽ mở luôn một cái tab mới bằng cái trình duyệt mặc định của chúng ta ở trên máy tính. Thì thông thường thầy sẽ không ghi dài này đâu, thầy sẽ ghi cú pháp ngắn. Server thầy ghi S thôi, còn trừ trừ open thầy ghi trừ O thôi, nó ngắn mà nó còn đỡ sai nữa. Nhiều khi chúng ta có nhanh là cuống còn sai một hai chữ cái. Ok, rồi đây nó lên cái sụp code đây rồi. Mọi người đợi thầy xíu là thầy thu nhỏ nó vào thì nó mới kéo được về đây rồi. Chuyển sang cái màn hình bên này thì các bạn có nhìn rõ không? Cái thầy thu nhỏ này thì các bạn có nhìn rõ không? Thu nhỏ cái màn hình lại thì có nhìn rõ không, mọi người? Hay là cứ để màn hình to? Đây cái trang chủ chúng ta đang chạy trên cổng localhost 4000 nhé. Ok. Thì đây cái trang chủ này là cái trang chủ mà nó đã xây dựng sẵn trong nào. Cái đoạn này nó hoàn toàn nó chỉ là template thôi. Thì bây giờ chúng ta vào khám phá xem cấu trúc dự án như thế nào. Thầy sẽ mở một cái trình Visual Studio Code. Và mở cái dự án chúng ta mới tạo đúng không ạ? Buổi hướng dẫn này thì thầy cũng hướng dẫn cũng cơ bản. Thế nên là chúng ta thấy là nó cũng không được... đau đầu giống như trên lớp đúng không? Trên lớp thì được đau đầu hơn. Dạy online thì có thể là vừa học vừa ăn vẫn được. Tôi khuyến khích các bạn xem thì để ý một chút nha. Thì bây giờ chúng ta có một cái cấu trúc dự án như thế này. Thầy phóng to lên nha. Thì việc đầu tiên là thầy chưa biết là cấu trúc dự án thế nào ạ. Thầy sẽ nốt tạo một cái file nốt ở đây đi. Thầy sẽ tạo một cái file nốt ở đây để thầy nốt lại những thông tin hôm nay chúng ta học với nhau. Rồi tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn, tránh trường hợp là lát nữa chúng ta quên mất là hôm nay học được cái gì. Rồi ok. Ok
cái này thì nó sẽ đi cùng với source code, thế nên là các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị thất lạc. Rồi, cái này thì thầy không cần nữa, thầy đóng đi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vào cấu trúc dự án này, chúng ta thấy việc đầu tiên là chúng ta thấy, à, nhìn nó khá giống như cái thư viện và những cái framework khác, nó cũng có node module đúng không ạ? Thằng chấm Angular và thằng chấm VS Code này thì nó đang tạo ra trong cái quá trình chúng ta cài đặt dự án và cấu hình VS Code thôi. Cái này thì chúng ta đây gọi là file hệ thống, chúng ta ít để ý đến. Còn node module thì chúng ta quen thuộc rồi. Chúng ta biết là nó trong này nó chứa toàn bộ những cái package mà chúng ta đã install, chúng ta cài đặt thì chúng ta đã build ở đây đúng không ạ? Bên dưới thì chúng ta có thư mục chính của dự án là src hay viết tắt của source, tức là cái thư mục nguồn đấy. Trước khi vào src chúng ta đi tìm sơ qua xem bên ngoài có cái gì đáng quan tâm không. Thì chúng ta thấy có một file là file git ignore. Thì cái này khi các bạn học về git thì các bạn biết là tất cả những cái tên file và tên thư mục liệt kê trong này sẽ được bỏ qua khi chúng ta push lên git. Chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta có một ông tên là angular.json. Thì cái này nó là một cái thông tin rất là quan trọng khi mà toàn bộ những cái đường dẫn rồi những cái thông tin về dự án, cách build, cách test rồi cấu trúc file tĩnh, file động, file access các thứ linh tinh nó lưu hết trong này. Thì việc đầu tiên các bạn quan tâm ấy, là khi chúng ta vào cái field project này, chúng ta thấy nó trả về là trong project chúng ta có cái tên là tool web 208 đúng không ạ? Thì trong này nó bảo là project 2 của chúng ta là application. Bên dưới này thư mục gốc root là ở giữa, là ở chính cái thư mục này luôn, nó không có đi vào trong nữa đúng không ạ? Thì bên dưới các bạn thấy phần architect và phần build nó chỉ ra cho chúng ta một số thông tin quan trọng. Đó là cái file chính của chúng ta khi chạy vào là chúng ta đi vào index source src source index.html đúng không ạ? Còn cái file main.js là src source main.ts. Và ngoài ra các bạn để ý là thông tin file tĩnh nó đang ở đây, và thông tin style đang ở đây, thông tin script đang ở đây. Thì lát nữa các bạn để ý một chút nhé. Khi chúng ta cài thư viện thì chúng ta sẽ phải thêm thông tin của thư viện vào đây này. Thì chúng ta bây giờ thì chúng ta chưa thêm đâu, lát nữa chúng ta sẽ thêm. Tiếp tục đi xuống bên dưới, chúng ta có readme, các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Package.json chúng ta cũng biết là nó đang chứa tất cả thông tin thư viện và các alias của dự án ở đây rồi. Khả năng là thầy sẽ thêm một số cái hoặc điều chỉnh một số cái tiêu lệnh đây. Ví dụ npm run start của thầy nó sẽ không phải là ng server nữa, mà nó sẽ là ng server chữ o đi. Thầy thích mở tab mới, thầy cũng thích mỗi lần chạy thầy lại phải đi gõ local 2.4002 đúng không? Thì trong script này chúng ta để ý một chút là dự án của chúng ta đang có một số câu lệnh là ng, thì npm run ng thì nó là ng thôi đúng không? Còn npm run start thì nó sẽ là chạy khởi động server Angular. Còn npm run build thì chúng ta sẽ build ra một cái bản có thể gọi là deploy trực tiếp đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cái bản development nữa. Bản chúng ta đang sử dụng này, chúng ta đang nhìn thấy ở đây nó là chưa build nhé. Nó là trong quá trình phát triển thôi. Build với what thì nó khác nhau một chút thôi. Nó cùng là build nhưng mà một ông thì build không, chả có tùy chọn gì cả. Còn ông what này thì nó có thêm một số cái flag, tức là một số cái tùy chọn mà nó config riêng trong một cái trường hợp nào đấy. Mà sau khi chúng ta tùy chọn như thế này thì chúng ta hiểu là nó sẽ tạo ra một cái folder, mà cái folder đấy nó gần như là nó là một dự án tĩnh. Nhiều khi nó còn không cần package gì nữa. Lúc đấy là nó có thể hoàn toàn mọi thứ JS các thứ là nó sẽ dịch hết ra. TypeScript nó sẽ dịch hết ra JavaScript rồi và nó sẽ nhét luôn vào HTML rồi. Cứ có mấy cái file này có thể chạy được. Đương nhiên là các bạn hoàn toàn có thể build luôn bây giờ cũng được. Còn nếu mà các bạn chạy ng test thì là nó sẽ thực hiện test thôi. Ok. Thì bây giờ thầy cũng chưa có cài cái gì, thầy đang để tạm này thôi. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ vào src chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Trong src thì chúng ta có app này, có access này. Bên ngoài thì chúng ta có index.html này, có main.ts này, và có style.css. Thì các bạn để ý là bên ngoài thì có ba cái file này, là ba cái file dự án nào cũng có. Index.html là cái file gốc của chúng ta đây đúng không ạ? Chúng ta thấy nó là dạng HTML, nó có meta đây, nó có title, nó có các thông tin ở đây rồi. Thì cái file tĩnh này nó có một cái thẻ HTML nhìn khá lạ đúng không? Thực ra nó cũng không phải là thẻ HTML, nó tên là app root đây này, thì lát nữa chúng ta tìm hiểu nhé.
Đi sâu hơn là chúng ta có MTS là chứa toàn bộ những cái nội dung về việc là chúng ta bật lên như nào, rồi sử dụng cái viện như nào, rồi import các thứ. Thì cái thằng MTS này nó sẽ được lồng ngay vào đây. Thằng styles.cs này thì thông thường ban đầu thì nó không có gì đâu. Nhưng mà về sau khi các bạn sử dụng ấy, thì các bạn muốn tạo kiểu global ấy, tức là tạo kiểu toàn cục cho tất cả các component đều có thể dùng được ấy. Thì các bạn khả năng các bạn sẽ code một số thứ linh tinh cơ bản gọi là common. Gọi là common tức là dùng chung vào đây. Ví dụ như thầy hay code cái gọi là mình hay code gọi là cái reset CS đây đúng không? Ta hay code gọi là cái reset CS đây đúng không? Các bạn hay code là padding 0, margin 0 đây đúng không? Nhiều khi là bạn cần phải có một cái file reset kiểu như vậy đúng không? Book sizing border box gì đấy đúng không? Rồi font size gì đấy đúng không? Thì nhiều khi các bạn hay code kiểu như thế này. Đây là thầy đang code chơi như vậy thôi, chúng ta không học về về CSS đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi vào sâu hơn, chúng ta thấy asset là chứa máy tính này. Hiện tại là cũng chưa có gì. Nếu cài thêm thư viện thì khả năng các bạn sẽ phải quăng một số thư viện vào trong cái mục asset này. Tiếp theo chúng ta có app. Thì trong app này đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. Thì trong 6 file này nhé, thầy sẽ chia sẻ luôn là chúng ta sẽ có 4 file là thuộc về dạng component của một component cụ thể nào đấy. Thì nó đang là component app. Còn thằng app.routing này thì nó là cấu hình routing chung cho cả dự án, bởi thằng app này nó là thằng gọi là nhận component root, tức là cái thư mục gốc, cái component gốc của chúng ta đúng không? Còn app.module này thì là để import và provide và declaration những cái nội dung mà chúng ta dùng trong dự án, thì chúng ta sẽ import thêm vào đây. Đương nhiên là import những cái thư viện hoặc những cái component hoặc là những cái server rồi đủ các thứ chúng ta cần cái gì thì chúng ta sẽ phải import vào đây. Tiếp theo chúng ta đi sâu hơn này. Thì cái component nó là cái gì mà thầy bảo là sao lại cứ component này component nọ, thì nhiều khi các bạn hiểu về component nhưng mà một ai đó mà người ta không code, hoặc là các bạn các em bên dưới ấy, các em đang học học kỳ 3, học kỳ 4 mà hỏi là anh ơi cái component nó là cái gì, thì nhiều khi các bạn không giải thích được cho các em mới hiểu. Thì thầy chia sẻ một chút nhé. Đầu tiên thì nếu như mà để học thuộc khái niệm ấy, thì các bạn Google được. Nó dài và nó là toàn chữ thôi. Thì thầy chỉ dạy các bạn theo hướng là chúng ta thuộc khái niệm, chúng ta hiểu khái niệm, thì chúng ta phải từ cái khái niệm này chúng ta hình dung lại và minh họa lại trong đầu chúng ta một cái gì đó thật là dễ nhớ. Thì thầy hay ví dụ với sinh viên của thầy là như các bạn biết là các bạn có cái máy cây máy tính ở nhà ấy, đúng không? Thì cái máy cây nó là một cái dự án chẳng hạn. Thì nhiều khi bạn thì muốn lắp chip Intel i5, bạn giàu hơn thì chip Intel i7, rồi có bạn thì có card màn hình, có bạn thì không có card màn hình, thì có tiền mua thì chúng ta sẽ lắp thêm RAM này rồi card màn hình nọ đúng không? Thì chúng ta cứ hiểu một cái thành phần đấy nó là một cái phần tử của cái dự án. Cái dự án nó chính là cái cây máy tính đúng không? Thì cái component nó cũng tương tự như vậy. Khi các bạn sử dụng những cái phần tử, những cái linh kiện để lắp ghép với nhau để thành một dự án, thì chúng ta hiểu đấy là những cái phần thành phần đúng không? Dịch sang tiếng Việt nó là thành phần để tạo lên một dự án. Cái hay ở cái component một cái là chúng ta có thể tái sử dụng component khi chúng ta viết một lần mà chúng ta dùng nó ở nhiều nơi, đúng không ạ? Thế thì code JavaScript nó mới có cái hướng là theo code theo hướng gọi là module đấy, export import nhiều đấy đúng không? Thì bây giờ các bạn hiểu về component nó là cái thành phần của một ứng dụng rồi, chúng ta có thể dùng đi dùng lại rồi. Thì khả năng cao là chúng ta không thể dùng mỗi cái ông app root này được đúng không? Chúng ta sẽ phải viết thêm chứ đúng không? Trước khi viết thêm các component khác thì thầy xóa cái nội dung này đi nhá. Các bạn thấy là nội dung này chính là cái phần hiển thị bên bên ngoài giao diện của chúng ta đây này. Đợi thầy xíu là thầy kéo cái màn hình này sang. Đây thầy sẽ kéo cái màn hình này sang bên này nhìn cho rõ. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái đoạn này nó đang hiển thị welcome Angular đấy đúng không ạ? Rồi learn Angular ở đâu, CLI ở đâu đúng không? CLI document ở đâu? Rồi chúng ta có thể thấy là nó còn hướng dẫn luôn là có Angular material ở đây này, cái thư viện mà vừa nãy thầy đang định chia sẻ đấy. Rồi next step thì chúng ta học cái gì đúng không? Tạo một cái component lớn như nào đây đúng không? Thì đây là những cái hướng dẫn cơ bản nhất thì các bạn chắc cũng biết rồi. Thầy sẽ xóa hết chỗ này đi và thầy thử code chút nhá.
Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên. Thầy có khung dấu rất nhanh, thầy gõ khung dấu cho nhanh. Ok, thì là chúng ta quay sang đây, chúng thay đổi chưa? Thay đổi rồi đúng không? Thì toàn bộ cái nội dung này thì nó biên dịch được sang HTML, nó dựa vào đây này các bạn. Bản thân cái ông này nhá, nó tên là app.component.html chứ không phải HTML thông thường. Trong Angular thì cái này nó gọi là một template. Template nó là cái gì? Để chúng ta hiểu đơn giản, template nó là một cái file để xây dựng giao diện mà nó có thể import vào cái component của Angular. Thì nó import vào đâu? Các bạn vào đây các bạn xem. Các bạn vào app.component.ts. Các bạn thấy ở trong này, thấy ông template URL này đúng không? Nó đang có đường dẫn đến suộc app.component.html này. Nó bây giờ tôi viết cái gì vào đây là ông ấy đưa vào đây hết. Và đương nhiên là toàn bộ cái file này nhá, nó khởi tạo ra component bằng cái gì ạ? Bằng cái cú pháp là a còng component mở ngoặc đơn đúng không ạ? Và đưa vào đây một cái tùy chọn. Tất cả các tùy chọn này gói lại thành một cái object các tùy chọn đúng không ạ? Selector là app root. Thì cái app root này thầy hoàn toàn có thể đổi tên nhá. App root là gì ạ? Tức là cái ứng dụng gốc đấy đúng không ạ? Thầy hoàn toàn có thể đổi tên cho thầy, đổi tên ứng dụng của thầy là app hello đi đúng không? Đổi chơi chơi là hello angular đi. Ok. Thì bây giờ là khả năng cao là nó không nhận nữa rồi. Tại vì thầy biết là cái tên này nó bắt buộc nó phải giống cái ông bên này cơ, giống cái ông bên index này cơ. Đó, các bạn thấy bên này nó là app root này này. Đây là chúng ta mới biết là hóa ra mình tưởng đây là cái thẻ HTML nhưng mà không phải. Đây này là một cái Angular component. Mọi người nhá, gọi là Angular component. Rồi, quay sang đây thì mình thấy là tên nó giống nhau này, chắc là nó nhận rồi đấy. Reload này. Ok, khi chúng ta thay đổi như thế thì chúng ta reload lại nhá. Nhiều bạn không reload là nó không nhận. Rồi, cái title thì chúng ta thấy là nó đang là tool web 208. Thì cái biến này gọi là chúng ta cứ hiểu đơn giản đây là con khai báo biến của một cái component thôi. Thì thầy giới thiệu sơ qua một chút là bên trên này các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh thêm là cái thằng template URL này, các bạn hoàn toàn có thể code trực tiếp code HTML hoặc code template vào đây. Nếu mà các bạn để template như này thôi thì trong này nó không phải là đường dẫn nữa mà các bạn có thể code sơ sơ ở đây đúng không? Code sơ sơ đây là ok, thầy sẽ code sơ sơ đây là vừa thầy code H1 rồi code H2 đi. Ok, cho nó khác nhau. Ở bên trong này mình sẽ code tiếng Anh với code tiếng Việt đúng không? Welcome everybody chẳng hạn. Rồi, ok. Thì đương nhiên là file này bây giờ là bỏ đi rồi, nó không gọi đến nữa rồi đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy là code cái gì thì nó ra cái đó. Tương tự như thế thì cái ông slide URL cũng thế. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái đuôi đi và các bạn sửa luôn trong này nhé. Tùy các bạn vọc vạch thế nào thì các bạn làm sao hợp lý thì nào thôi đúng không? Nên thầy chỉ làm demo thôi. Thì các bạn hiểu là ok, mình biết cách sửa là được rồi. Còn cách nào mình thấy nó hay nhất thì mình dùng. Thầy sẽ cắt chuột dép lại đúng cái đoạn như thế này. Rồi thầy sẽ code đủ thứ ở đây đúng không? Thầy sẽ code giao diện vào đây. Tiếp theo, khi chúng ta thấy là có một cái component app root đấy rồi thì bây giờ thầy phải tạo thêm các component khác thì thầy mới chứng minh được cho các em là component nó là nhiều thành phần khác nhau và nó có thể tái sử dụng được đúng không? Thì CLI của Angular ấy, tức là cái giao diện dòng lệnh của Angular ấy, nó hỗ trợ chúng ta cái câu lệnh tạo component là gì các bạn nhỉ? Các bạn nhắc thầy cái nào? Thầy quên mất rồi, cứu thầy với. NGRC, bạn Tiến Anh này nhớ rất rõ đúng không? NGRC là NG gì? NG generate đúng không ạ? Viết tắt của generate đúng không ạ? Generate đúng không? Component. Nó viết tắt của đầy đủ là như này nhá. Thì các bạn có thể viết ngắn gọn là NGRC thôi. Cái gì dễ thì mình nhớ đúng không? Cái gì khó thì quên, khó nhớ hơn đúng không? NGRC tên component đúng không? Thì chúng ta thấy thông thường nhá, một cái ứng dụng thì chúng ta có header này, có footer này, có phần nội dung ở giữa này. Nội dung ở giữa thì nó có thể nó là trang home đúng không? Nó có thể nó là trang sản phẩm, có thể trang liên hệ, cũng
có thể nó là trang about hay là trang service gì đó đúng không? Đăng ký đăng nhập thì bây giờ mình sẽ tạo vài cái thử nhé. Thì mình biết là nó có header footer rồi, mình sẽ tạo ra một thằng tên là component. Thầy cố tình viết như này để thầy gói những cái component của thầy vào trong một folder dùng chung thôi. Nó tên là components đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn nó sẽ gọn gàng hơn đúng không ạ? Thầy sẽ code cái header ở đây. Rồi. Rồi, các bạn thấy là câu lệnh này tạo ra cái gì ạ? Tạo ra 4 file mới đúng không? Và update một file. Thì tên file đây, đường dẫn file đây. Chúng ta thấy là nó tạo ra bốn file mới này và update một file là file app module. Thì app module về cơ bản là nó chỉ update là nó gì ạ? Nó import cái thằng header vào thôi. Rồi nó đưa cái thằng header vào đây thôi, vào declaration thôi. Declaration thôi, đúng không? Thì còn bốn cái file mới kia nó ở đâu? Nó ở đây mọi người. Rồi, chúng ta nhìn thấy cấu trúc của một component chưa? Luôn luôn là nó sẽ có bốn cái file này. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn khi các bạn tạo component mà các bạn bỏ qua file inspect, tức là không test đúng không ạ? Trừ lâu test đấy đúng không ạ? Thì nó sẽ không có cái spec.ts này đâu. Cái file này chính là cái file test thôi. Và nhiều khi không có nó chúng ta vẫn chạy bình thường, nó chỉ phục vụ cho quá trình test thôi mọi người. Thì về cơ bản là chúng ta có một file là header.component.ts. Rồi chúng ta có một file template đúng không ạ? Và chúng ta có một file tạo kiểu, file css. Thì tất cả mọi thứ nó đều là .component hết. Tại vì mình hiểu đơn giản là cái ông Angular là ông ấy làm mọi thứ ông sẽ làm với component, chứ ông ấy không có làm với cái thứ khác. Thì về sau buổi sau hoặc là cuối buổi hôm nay thì chúng ta biết là ngoài component ra nó sẽ có một thằng là thằng service nữa và có thể có thêm một số thằng nữa, nhưng mà đương nhiên là nó phải đổi đuôi đúng không ạ? Ví dụ như product.service hoặc là category.service hoặc là out.service đúng không? Thì hôm nay chúng ta học về component thì chúng ta chỉ biết mỗi component thôi. Tiếp theo nhé, chúng ta sửa cái thằng header rồi đi. Thông thường header là các bạn hay code cái thành nắp ba đây đúng không? ULLI sao 4 LAA thế này đúng không? Rồi code sơ sơ đây đúng không? Trang home đây này, trang about đây này. Thì thôi, đằng nào cũng code điều hướng thì thầy sẽ dùng luôn Bootstrap để thầy code một cái thanh nắp ba nó nhìn một chút nhé. Ok, thầy dừng bài giảng một chút nhé. Thầy nhắc các bạn trên khung chat, cô Thu, cô đang hướng dẫn các bạn là vào link Zalo đúng không ạ? Và link điểm danh buổi học. Thì thầy dừng lại các bạn khoảng độ 2-3 phút để các bạn vào điểm danh giúp thầy nhé. Thế các bạn vừa nghe giảng vừa điểm danh thì nó hơi mất tập trung. Chúng ta nghỉ ngơi tí cho thầy uống hấp nước. Các bạn vào khung chat điểm danh giúp thầy nhé. Và tham gia nhóm Zalo giúp thầy nhé. Em ơi, em link vào cái nhóm Zalo để cuối buổi cô gửi lại video này, gửi lại học liệu code của buổi này ngày hôm nay này. Và từ buổi sau có thông tin về tutorial buổi sau, cô sẽ nhắc lên trên đấy cho các em cho chị nào dễ. Và nhớ điểm danh để các thầy cô dạy bộ môn này biết. Còn ưu tiên điểm khuyến khích, điểm ưu tiên cho các em. Nhớ vào điểm danh nhá, không thể đạt thì lại nhắc đấy. Bạn nào nghe rõ cô Thu dặn chưa? Các bạn nghe rõ cô Thu rồi gõ một giúp thầy nào. Nghe rõ cô Thu dặn hết chưa? Ok, rất cảm ơn các em. Rồi bây giờ bạn nào mà điểm danh xong rồi thì gõ hai giúp thầy nhá. Để thầy xem lớp mình có bao nhiêu bạn. Rồi. 111 bạn, cũng khá đông đúng không ạ? Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn bây giờ vẫn đang mới bắt đầu thôi. Các bạn có thể gọi thêm bạn bè lớp mình vào cùng xem. Gọi thêm đồng đội vào thôi đúng không ạ? Vừa nói xong thì giảm xuống 110. Ông nào phải đi ra ngoài mới gọi được hay sao đây? Ông nào cũng phải đi ra khỏi Zoom mới gọi được cái sao ấy.
Rồi cảm ơn các em, chúng ta sẽ tiếp tục học nha. Đây thầy đang thấy có mấy số 2 thôi, mới được có hơn chục bạn thôi. Các bạn đã điểm danh hết chưa? Bạn nào điểm danh xong rồi có 2 giúp thầy nào. Chắc là các bạn học thầy Đạt thì chắc là thầy Đạt không dạy kỹ gì ở đâu. Thầy Đạt thì dạy khó hơn, dạy pro hơn đúng không? Siêu cấp VIP pro hơn. Giờ đây có bạn nào mà không học thầy và cũng không học thầy Đạt không? Em học thầy giáo nào? Em Hưng hay em Hùng để học thầy giáo nào? Thầy cũng chưa nắm rõ là có các thầy cô giáo nào dạy môn này. Đúng rồi, hình như chỉ có thầy với thầy Đạt dạy môn này thôi được phải. Có bạn nào học thầy khác không? À, có một lớp thầy Tú à đúng không? Hay là có mấy lớp thầy Tú đúng không? Thầy cũng chưa rõ. Bạn Tình học lớp thầy Tú này. Rồi chúng ta đi tiếp nhá, giao lưu thế thôi. Thì bây giờ đến cái đoạn xây dựng HL này thì khả năng cao là thầy sẽ nhúng một cái thư viện vào để dùng cho nó đẹp nhá, cho nó hay ho chút nhá. Thì cái đơn giản nhất mà cái mà thầy thấy là gần gũi với các bạn sinh viên nhất mà trong slide bài giảng của chúng ta cũng hướng dẫn, cũng gợi ý sử dụng thì nó là Bootstrap đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn còn dùng cả Tailwind nữa. Thì các bạn thấy là ở đây Bootstrap thì các bạn học qua một số môn rồi. Cách dùng thì chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ nhúng cái thẻ script này vào đúng không ạ? Nhúng cái thẻ script của JS và dùng cái link của CSS vào. Thế đây là cách dùng link CDN. Nhưng mà nhiều khi cái tình trạng mạng nhà trường cũng chưa ổn, thế nên là chúng ta sẽ đi học hoặc đi thi, thầy khuyến khích các bạn là download về, tải về, cài đặt đúng không ạ? Thì cài đặt thì chúng ta sẽ vào cái phần install này, cái phần download này, hoặc là cái phần npm bootstrap. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt bootstrap bằng cái node package management đúng không ạ? Tức là cái công cụ quản lý gói cài đặt của node đúng không? Thì các bạn thấy là ở đây nó hướng dẫn khá là kỹ. Đây npm e bootstrap đúng không? Cách dùng để ở bên dưới này đây. Nó cũng có khá nhiều hướng dẫn nhưng mà thôi, thầy sẽ hướng dẫn các bạn luôn cho nó nhanh, ngồi đọc đốc cũng hơi lâu. Rồi, bên này chúng ta sẽ npm e bootstrap. Đương nhiên là như này thì nó sẽ cài đặt cái bản bản mới nhất nhưng mà không phải là bản beta. Có thể là nếu mà các bạn chọn latest thì nó sẽ là cái bản mới hơn. Thầy sẽ gõ mỗi là bootstrap này thôi, còn không thông thường các bạn sẽ gõ a còng một cái version gì đấy ở đây đúng không? Nhưng thôi chúng ta sẽ ghi nó bootstrap này thôi. Lấy bản nào thì lấy. Thầy nhớ là bây giờ 5 chấm mấy, không biết là 5 chấm bao nhiêu. Rồi cài xong rồi đúng không? Cài xong rồi thì các bạn thấy nó ở trong này rồi. Đây này, nó đây này. Về cơ bản cái câu lệnh npmi này, nó là nó lên mạng, nó down một cái thư viện về, nó quăng vào load module. Bản chất nó như thế đúng không? Hiểu thô sơ là như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ link những cái thư viện, những cái tài nguyên này vào trong Angular nha. Thì chúng ta quay lại cái thư mục gốc, chúng ta thấy có một ông là Angular JSON đây. Thì các bạn thêm vào đây giúp thầy nha. Chúng ta thấy là vừa nãy thầy bảo là có cái đoạn mà thêm tài nguyên style và thêm tài nguyên script. Thì bây giờ là lúc các bạn thêm vào rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không thêm bên dưới. Nếu chúng ta thêm bên dưới này thì code thư viện nhiều khi nó đè lên code của chúng ta. Chúng ta không có sửa được. Bản thân cái CSS nó có tính chất xếp chồng đúng không ạ? Cái gì viết sau thì nó đè lên cái viết trước. Nên là thầy sẽ viết thư viện trước, còn viết code của chúng ta sau. Thầy sẽ viết ở đây là load module thuộc bootstrap thuộc this đúng không ạ? Thuộc CSS thuộc bootstrap min đúng không? Thường hay dùng bootstrap min tại vì nó là minify rồi, nó sẽ giảm được cái dung lượng tài nguyên code xuống. Bây giờ chúng ta đường nào chúng ta cũng tải cả đống về rồi thôi, chúng ta cứ dùng min thôi. Rồi thêm dấu phẩy nữa. Xong, style chúng ta có hai file, script chúng ta cũng sẽ phải thêm vào đúng không ạ? Node module
100 dcs này, gs này, 400.min.js đúng không ạ? Rồi bây giờ thì quay lại Bootstrap để xem Bootstrap mà có cái header nào đẹp thì chúng ta dùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống phần thanh điều hướng, tức là lab 3 của Bootstrap đúng không? Chúng ta sẽ vào component này, chúng ta sẽ kéo xuống phần lab 3 này và chúng ta sẽ đi lấy một cái lab 3 của Bootstrap. Đây cái lab 3 phổ biến nhất mà chúng ta hay dùng đây đúng không? Chúng ta sẽ copy. Rồi sang bên này thầy sẽ xử lý cái header của thầy. Header chúng ta sẽ để dối một chút. Ok, phần trung gồ thầy để nguyên này. Cái chữ lab 3 thầy sẽ để cái logo ở đây này. Thầy sẽ để đặt social ở đây chẳng hạn đúng không? Social 208 ở đây đúng không? Drop down thì chắc là thầy không dùng rồi. Thầy sẽ xóa luôn drop down đi. Đoạn này thầy cốt nhanh đi nhé. Đoạn này nó chỉ là giao diện, nó để sẽ cốt nhanh đi. Tránh trường hợp là mất thời gian các bạn. Form link search thì thôi thầy cứ để cho nó màu mè. Ok. Đường dẫn thì thầy sẽ có trang home đúng không? Vừa thầy bảo là chúng ta sẽ có thêm trang about thì ok, mình cứ làm cái trang about đây đi. Trang about đúng không? Trang home thì thầy sẽ để ở đây nó là source home. Rồi trang about thì ở đây nó sẽ là source about. Rồi bây giờ thì trước khi đi tiếp thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta dùng href này thì là nó sẽ dẫn đến trường hợp là nó sẽ tải lại trang đấy. Nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ chạy lại dự án trước đã để xem nó đã được chưa đã. NGS chữ O đây đúng không? NGS chữ O. Thôi mình chạy npm run start đi cho nó quen thuộc. Đợt nào chúng ta cũng cài alias rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy là nó đang hỏi là có chạy một cái port khác không, một cái cổng mới không. Thì thầy thấy là bên này nó đang chạy rồi. Bây giờ thầy muốn chạy tiếp thì nó sẽ hỏi là chạy cổng khác không đúng không? Thôi thằng này mình sẽ tắt đi. Rồi mình bây giờ từ giờ trở đi mình sẽ dùng VS Code thôi. Rồi ng server chữ ô. Đây Angular của chúng ta đây. Thì về bản chất là chúng ta thấy là nó không có cái header đâu. Tại vì header chúng ta đã tạo ra nhưng mà chúng ta chưa gắn vào đâu mà đúng không? Thì ok, để nó gắn vào đâu thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải đưa vào một phần nào đấy của thằng app module này. Thằng app module nó đang là gốc mà. Ở bên này thì cái việc này là việc của cấu hình routing, nhưng mà thầy sẽ đi nhẹ nhẹ qua cấu hình routing luôn để các bạn xử lý luôn được cái phần này cho nó dễ đúng không? Phần này thì thầy sẽ không để xin chào các bạn không nữa, thầy sẽ để một thằng router outlet như thế này. Rồi sang phần routing thầy sẽ cấu hình một cái routing đầu tiên. Cái routes này nó sẽ chứa toàn bộ những cái thông tin của chúng ta đúng không ạ? Thì thầy sẽ cấu hình một cái thằng đầu tiên như thế này là thằng home thì nó sẽ đi vào đâu? Để chúng ta sơ sơ chúng ta biết là component home nó đi vào đâu. Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái component nữa tên là home đúng không? Thì chúng ta chưa có. Các bạn để ý vào đây nha. NGRC. Thầy sẽ vào page. Rồi thầy sẽ tạo ra một cái thằng home page. Thì bản thân thằng home này nó cũng là component thôi. Nhưng mà vì nó đóng vai trò là nhiệm vụ là một nội dung chính của một trang. Nên là thầy đã cố tình đặt nó vào một cái folder tên là page ở đây đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ điền homepage vào đây nhé. Rồi sau khi mình chọn đúng thì nó sẽ tự import như thế này. Về trang homepage của thầy. Thầy vô trang homepage. Thầy thấy homepage nó cũng như này thôi đúng không? Nội dung homepage ha. Cốt nhanh nhanh xíu không thì lại hết giờ của các bạn mất. Rồi.
trước khi có cái nội dung homepage chúng ta có cái header vào đấy. Bây giờ chúng ta mới gọi là cần cái header này đúng không? Để biết cái header cái tên là gì thì chúng ta vào đây chúng ta tìm, chúng ta thấy là tên của nó là app gạch ngang header. Ok, bây giờ muốn dùng ông app header trong trang home thì việc đầu tiên là các bạn vào template của home, các bạn thêm giúp thầy là app header. Rồi tab. Ok, quay lại xem được chưa. Ok, thì cái ông app header này thầy đang viết sai hả? App header, ok, các bạn đợi thầy xíu nhé. Rồi app routing, routing chúng ta cấu trúc home đây rồi. Còn thằng app module, app component chúng ta phải để router outlet đây rồi. Router outlet đi vào home đây rồi. Home có header đây rồi. Rồi tự nhiên lại dạy tràn sang cái nội dung router nên là nó hơi lan man đúng không? Đợi thầy xíu để thầy chạy lại. Sao vẫn chưa ra đây nhỉ? À bạn nào chat bảo là xuộc hôm ha. Xuộc hôm thầy ơi à? Xuộc hôm ở đâu em? Xuộc hôm ở đây hả? Ờ đúng rồi, chúng ta phải xuộc hôm đúng không? Từ từ đợi thầy chút, xong máy thầy nó lại đơ lại không ra này. Đợi thầy xíu nhá. Đợi thầy chưa? Ở đây là đây. Rồi bây giờ chúng ta có trang chủ vẫn là xin chào tất cả các bạn và các thầy cô sinh viên đây đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào trang home nhé. Search home. Rồi. Search home thì chúng ta có một cái lab 3 như này rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy nó sai sai rồi đấy đúng không? Lab 3 nó ở bên dưới câu xin chào các bạn. Rồi quay lại trang app mình điều chỉnh một chút này. Mình không để câu ấy nữa. Rồi mình sẽ để header ở đây. Đó. Bây giờ mình mới thấy là header nó phải ở root gốc đúng không? Rồi bây giờ sang trang home thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta bỏ cái phần này đi. Ở buổi sau thì những buổi sau nữa thì khả năng xây thêm admin là chúng ta sẽ phải cấu hình ở phần home này cơ, chứ nó không phải cấu hình ở bên app đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta đi từ những cái bước đầu tiên. Rồi chúng ta có cái header này, rồi có nội dung homepage này, footer thì các bạn có thể tự thêm đúng không? Footer thì nó giống header thôi, khả năng về sau các bạn sẽ có thêm một cái thằng footer như này đúng không, nhưng mà vì chúng ta chưa có cái component này nên nó sẽ báo lỗi. Rồi bây giờ tiếp theo thì các bạn thấy là bên home của chúng ta chưa có cái gì đâu, bây giờ chúng ta sẽ phải sơ sơ một chút nội dung ở vào đây đúng không. Bạn nào bạn đã bảo là rank trình duyệt là sao? Thầy cũng chưa hiểu lắm. Có thể cứ đi tiếp nhé. Bạn nói rõ đi, tí nữa thầy đọc cùng chat nha. Có bạn nào thắc mắc gì thì cứ chat lên nha. Rồi bây giờ thì nội dung homepage của thầy không muốn điền như thế này, mà bây giờ thầy muốn hiển thị ra toàn bộ những cái thông tin sinh viên tham gia tuần rồi chẳng hạn. Thì đầu tiên là thầy sẽ vào home.component này, thầy khai báo sơ sơ một số thông tin sinh viên nhé. Ví dụ sinh viên đầu tiên là user đúng không? Chúng ta sẽ khai báo một cái user object như thế này đúng không? Name. Ví dụ là thầy chẳng hạn đúng không ạ? Hoặc NM. Rồi ví dụ địa chỉ đúng không? Hay là tuổi chẳng hạn đúng không? Tuổi 18 chẳng hạn. Ví dụ thôi thầy, ví dụ thôi.
sơ sơ một số thông tin nữa, đúng không? Ví dụ như là tình trạng hôn nhân hoặc là giới tính chẳng hạn, đúng không? Gender, male, ok. Thì thầy có một ông user như này. Thì khi chúng ta muốn lấy dữ liệu từ component mà chúng ta hiển thị ra ngoài template, ra ngoài HTML ấy, thì chúng ta có một cái cú pháp. Cú pháp mà các bạn còn nhớ cái cú pháp mở ngoặc nhọn không? Cái cú pháp đấy nó gọi là gọi biến nội suy, đúng không? Giờ bây giờ chúng ta quay lại HTML chúng ta sử dụng. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ thấy là nếu mà tôi muốn sử dụng thì tôi đưa cái biến mà chúng ta muốn gọi vào đây, đúng không? Thì cái dấu này gọi là dấu gọi biến nội suy của Angular, đúng không? Chúng ta sẽ có user này chấm một cái gì đấy, đúng không? Tên chẳng hạn, thì thầy có tuổi này, khả năng là thầy sẽ gọi thêm user tên tuổi và cả giới tính ở đây, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể code thêm bên ngoài như này, code lối chuỗi vào như này. Đúng không ạ? Đúng không? Code như này thì chúng ta sẽ thấy nó cụ thể hơn. Đây, các bạn thấy là thầy đã in ra được tên, tuổi và giới tính của thầy rồi. Và đương nhiên cái giá trị này nó là giá trị lấy từ biến, chứ nó không phải là giá trị fix cứng bằng HTML nữa. Thế thì khi các bạn thấy là nó đã in ra được như này thì hoàn toàn các bạn có thể viết vào đây một biểu thức, chứ không phải là một biến không, đúng không? Chúng ta cứ đưa vào đây bất cứ một cái thứ gì, nó có thể nó là biểu thức, nó có thể là một biến, nó có thể là một cái định dạng nào đấy mà người ta yêu cầu là tính toán xong đi, tính toán xong hết thì hãng in ra cho tôi. Ví dụ bây giờ tuổi của thầy là 18 nhưng mà thầy nhớ thầy cộng thêm 10 vào đây chẳng hạn, thì nó vẫn tính thôi, nó vẫn tính tuổi ban đầu là 18 cộng thêm 10 rồi nó mới in ra, đúng không? Chúng ta hiểu phần này nó cũng khá đơn giản. Ngoài ra thì thầy cũng có thể định nghĩa luôn cái phần pi ở đây. Nếu các bạn học kỹ một chút thì chúng ta thấy có một cái nội dung gọi là pi, tức là mình sẽ định dạng dữ liệu ở đây. Hoàn toàn chúng ta có thể ghi ở đây ông này nó là number, hoặc ông này nó là string, hoặc ông này nó là resource, hoặc nó có thể nó là định dạng kiểu tài chính, tức là tiền tệ, là thêm đô la hoặc thêm Việt Nam đồng, đúng không? Hoặc chúng ta có thể tự định nghĩa một cái pi mà Angular nó chưa có. Thì bây giờ thầy đang để tuổi là number thôi, để chúng ta biết cách dùng thôi. Nên nó cũng không có thay đổi gì cả, đúng không? Hoàng NM thì phải viết hoa đấy. Bạn bạn nào nhớ là cái chỗ này viết cái gì để nó viết hoa mọi người nhỉ? To uppercase à, đúng không? To uppercase đúng không mọi người? Thầy cũng không nhớ có phải to uppercase không? Ừ, rồi cái chữ T này viết hoa không? Bạn nào cứu thầy mà. Nó bảo là đây chú áp cây okay này, nó không hiểu rồi này. Bạn nào cứu thầy, hình như thầy biết sao chính tả này, bạn nào giúp thầy này. Xem có bạn nào nhớ chỗ này không? Hello, các bạn đi đâu hết rồi? Không bạn nào nhớ. Đấy, thầy bảo rồi, nhiều khi có những cái vấn đề nó đơn giản nhưng mà chúng ta lại không để ý, đúng không? Hay là phần này chưa được học? User.name.to uppercase. Ok, cũng là một gợi ý. Nhưng mà thầy muốn viết theo kiểu pi cơ, thầy muốn viết theo kiểu pi cơ, thì bây giờ chúng ta viết kiểu gì? Viết theo kiểu pi thì chúng ta phải sử dụng cái dấu suộc đứng, đúng không? Thầy muốn sử dụng dấu suộc đứng cơ, chúng ta không muốn viết theo kiểu kia. Thì bây giờ ông viết kiểu gì mà ông không được user.name.to uppercase thì cũng ok rồi, đúng không? Cũng là một cách hay, nhưng mà bây giờ thầy đang bảo là thầy muốn viết bằng cái dấu suộc này cơ này. Nó có mà, các bạn không nhớ à? Có ai nhớ không? Ok. Không bạn nào, bạn ngoài bạn Đạt sẽ không bạn nào trả lời đâu. Mọi người đâu hết rồi? Các bạn không nhớ cái file này à?
Ok. Bây giờ thì thầy sẽ minh họa nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng thằng Thu Quốc giống như là bản đạt hướng dẫn thầy này. Ngoài ra chúng ta có thể có dùng thêm một cái cách nữa. Thầy sẽ viết luôn bên dưới này nhé. Chúng ta ngoài cái cách dùng Thu Quốc ra thì chúng ta có thể dùng file, cú pháp file theo kiểu như này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái uppercase ở đây. Nhưng mà có cái sụp đứng ở đằng trước đúng không ạ? Phải có cái sụp đứng ở đằng trước thì nó mới hiểu đây là file. Vẫn chưa có bạn nào trả lời. Đọc từ nãy giờ mà khung chat lặng lẽ quá. Rồi ok, thì thầy sẽ giải luôn. Chúng ta sẽ viết là uppercase file. Uppercase file đúng không? Thầy có viết sai không? File transform uppercase. Rồi đây chúng ta sẽ, chính thầy cũng đang không nhớ cái này. Ok, chúng ta sẽ lên doc chúng ta đặt cho nó nhanh. Uppercase file đây, thầy nhớ nó là uppercase file đây. Nó chỉ là uppercase thôi à. Ok, chúng ta sẽ viết uppercase thôi. Thầy viết thừa chữ thu rồi. Đó. Nó được hiệu quả tương tự đúng không mọi người? Cái này, cái cú pháp file này nó khá là mạnh khi mà các bạn dùng theo kiểu thông thường nhé. Các bạn dùng theo kiểu HTML thì chúng ta chỉ chuyển đổi được một số cái thuộc tính mà nó có sẵn cho string của JavaScript thôi. Nhưng mà khi các bạn dùng cái này, các bạn có thể tự định nghĩa ra những cái file riêng của mình. Rồi, chúng ta đi tiếp một nội dung quan trọng nữa là khi chúng ta không phải là có một bạn học sinh như thế này mà chúng ta có thêm nhiều sinh viên thì chúng ta phải cần một mảng các user đúng không ạ? Thì đến bây giờ nó bắt đầu nó phức tạp lên rồi, thì việc đầu tiên là thầy sẽ comment chỗ này lại và thầy sẽ khai báo một cái biến gọi là user, nhưng mà đây nó là một mảng nên thầy sẽ có thêm s, nó là số nhiều đúng không? Thầy sẽ có thêm ID nữa đi, ID cho nó cụ thể. Các bạn cho thầy vài cái tên xem nào. Thầy sẽ lấy tên trên trên nhóm nhé. Bạn Hưng, bạn Đạt, bạn Tình, cái bạn Tèo đây. Bạn Tèo có nghề nghiệp là sinh viên chẳng hạn đúng không? Bạn Tèo render nam chẳng hạn đúng mail. Giờ thầy copy đoạn này cho nhanh. Chúng ta sửa tí nhá. ID 2, ID 3. Giờ khi chúng ta sửa như này thì bên template nó báo lỗi ngay tại vì nó chưa tìm được cái biến user. Ở việc đầu tiên là chúng ta cần phải khai báo lại phần bên template. Thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta phải dùng một cái directive của Angular, nó gọi là ng4, để duyệt qua từng phần tử một của mảng, hay là chính thức là duyệt qua từng cái sinh viên trong danh sách các sinh viên đang tham gia tuần trổ hôm nay đúng không ạ? Thầy sẽ sửa một chút, ví dụ bạn Tèo, bạn Tinh, bạn Đạt. Ở đây có bạn nào là bạn nữ không? Để thay đổi giới tính. Bạn Tinh, bạn Đạt là giới tính là gì đấy? Comment giúp thầy nào. Xuân Đạt, Ngô Văn Tình. Rồi, chúng ta quay sang phần HTML, chúng ta sử dụng một cái ông engine for nhá. Một cái ông engine for, chắc là các bạn thấy quen thuộc phần này rồi đúng không? Cú pháp là phải có dấu sao đằng trước nhá. Mình sẽ có user. Cái user đầu tiên là cái tên đầu tiên này chúng ta đặt là gì, được item được không? Let user đúng không? Khai báo ra một ông user. Of user. Cái thứ hai này là cái không thay đổi được này. Tên nó là user có s đúng không? Thì nó lấy từ bên này sang này. Đúng không mọi người? Rồi nó duyệt qua từng phần tử như này rồi. Thì bên trong nó có cái gì? Nó có cái ông user để chứ nó có cái gì đúng không? Chúng ta sẽ add vào đây. Hết báo lỗi rồi. Ok, bây giờ chúng ta chạy lại thôi. Đợi thì xíu nhé, máy thầy nó ghi màn hình nó cứ đơ đơ kiểu gì.
đang chưa hiểu tại sao máy thầy nó cứ đơ đơ kiểu gì. Thế xóa bớt cái này đi nhá, cái này nó giống nhau, xóa bớt đi nhá. ID lem gender đúng không? Nó không có tuổi đâu, thì thôi mình bỏ tuổi đi nhá. Các bạn đợi thầy xíu nhá, máy thầy nó đang ở đây đây. Thực khả năng thầy sẽ để hai cửa sổ này nhìn cho nó tiện, nhưng mà nó cứ chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại, nhìn hoa mắt quá. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy là trang hôm chúng ta đang 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 ra đờ ra bạn Tèo, bạn Tình và bạn Đạt đúng không? Ba bạn này rồi tính là mail rồi đúng không? Thì ok. Thì nếu như mà chúng ta thêm một số cái trường mà nó không thuộc cái biến user này vào đây là nó sẽ bị báo lỗi template, tức là nó không dịch được. Ví dụ bây giờ thầy user tuổi đây là không được này, đúng không? Nó báo lỗi ngay là nó không hiểu về ông tuổi này là ông gì đúng không? Rồi quay lại một chút. Khi mà các bạn code mà các bạn thấy là các bạn sử dụng biến nó nhiều như thế này. Tôi sẽ thu nhỏ phần màn hình bên này vào. Thì cái việc mà các bạn định dạng kiểu dữ liệu cho từng biến, từng trường nó rất quan trọng. Tại vì JavaScript nó đang không chặt chẽ cái phần là các bạn có thể gán biến văn kiểu tùy ý được. Nên là khi bây giờ các bạn dùng ấy, các bạn giúp thầy thêm một cái gọi là interface cho cái ông user này. Việc này là một cái việc các bạn code size script từ kỳ trước rồi, các bạn cũng biết rồi đúng không? Nó cũng khá là quan trọng đấy. Nó quan trọng nó mới sinh ra cái môn học đấy mà. Thì nhiều bạn vẫn đang dùng theo cái cách là tạo một cái folder tên là interface đúng không? Hoặc là common. Thì ok, chúng ta có thể tạo là interface như này đúng không? Rồi bên trong này các bạn có thể tạo thủ công đúng không, lưu file xong là TS. Thì các bạn có thể làm như này cũng được, nhưng mà thầy khuyên các bạn là cái code Angular các bạn nên tối ưu cái việc là sử dụng extension để generate cho nhanh. Thì thầy giới thiệu với các bạn thêm một số cái extension nhé. Extension mà thầy hay dùng thì thầy đang dùng thằng Angular 10 Sleeppad, Angular File và Angular Language Service. Thì mấy cái ông này làm cái gì? Việc đầu tiên là nó sẽ giúp chúng ta viết những cái đoạn code ngắn bằng Angular, cho Angular nó nhanh hơn. Việc thứ hai là chúng ta thấy là nó còn hỗ trợ chúng ta generate một số cái component, một số cái interface, một số cái nội dung có sẵn của Angular. Thì ví dụ như là sau khi các bạn cài xong thì hoàn toàn các bạn có thể vào phần interface này, các bạn chọn generate class, chuột phải vào nhé. Generate class, generate elem hoặc là interface hoặc là routers. Ở bên dưới này có directive này, có module này, có pipe này, có service này đúng không? Thì khi các bạn tạo ra như này thì cũng đồng nghĩa việc là các bạn gõ npm generate c hoặc là generate e generate service thôi đúng không? Thì cái cách này cũng là một cái cách hay. Nếu mà các bạn lười gõ cli, ví dụ như thầy thì thầy sẽ tạo một cái interface trong này chẳng hạn. Rồi bây giờ thầy phải nhập tên vào đúng không? Phải nhập tên là user như này đúng không? Để nó cụ thể thì thầy sẽ nhờ để đây là user. Thông thường thì interface chúng ta sẽ viết hoa này đúng không? Mình sẽ để là iuser đi, iuser.ts. Rồi vào trong này rename này, nó tự thêm đuôi ts rồi mà thầy tự nhiên thầy đi viết thêm ts nữa làm gì? Và trong này thì thầy thấy là nó đang export đúng cái tên luôn này đúng không, sai viết tên sai, export tên sai luôn đúng không. Chúng ta có user, chúng ta có id thầy đang để là number string nhỉ, string đi đúng không, nên thầy cũng để string đi. Gender thầy cũng để string đi. Gender thì thông thường bây giờ phải để string, thì nhiều khi mà chúng ta để true hay false thì nó không đúng. Bây giờ nó còn có 6-7 cái giới tính cơ, còn có giới tính thứ 3, thứ 4 gì đó đúng không? Nên là chúng ta cần phải có string ở đây. Rồi, bây giờ cách dùng interface như thế nào? Thì quay sang cái chỗ chúng ta cần report vào.
chúng ta gán vô đây, chúng ta gán vô đây bằng hai chấm đúng không? Chúng ta sẽ bật gợi ý. Ok, đây nó sẽ gợi ý là chúng ta import từ thuộc app thuộc interface thuộc iUser rồi. Rồi cái này nó là mảng mà cái ông này nó lại là object. Ok, mình sẽ thêm cái quả vuông vào để nó hiểu đây là array. Rồi nó lại báo tiếp là ông ID của ông không đúng kiểu dữ liệu. Ok, bây giờ ID của tôi đang là number đúng không? Tôi lại chuyển sang string. Đó, đây là nó bắt đầu nó chặt chẽ dần rồi đấy đúng không? Mọi thứ là nó bắt đầu nó chặt chẽ dần rồi đấy. Biết chớm sai cái là nó báo lỗi liền. Thì bây giờ các bạn thấy là nó rất rõ ràng khi chúng ta khai báo, ví dụ như giá của sản phẩm thì nó phải là number. Rồi tên của sản phẩm nó phải là string đúng không? Ngoài ra thì chúng ta còn thấy có rất nhiều kiểu dữ liệu khác, object, array rồi đủ thứ nữa đúng không? Thì về cơ bản cách dùng interface, cách dùng TypeScript ở trong Angular nó cũng khá là đơn giản thế thôi. Chúng ta đã đi qua được những nội dung nào, thầy sẽ kiểm duyệt lại xem là chúng ta học được bao nhiêu rồi. Cái này ok, chúng ta chạy dự án rồi này, giải thích cấu trúc dự án rồi này. Chúng ta demo được template này. Chúng ta demo được component này. Chúng ta lồng được TypeScript vào rồi này. Chúng ta thầy sẽ load vào đây nhá. Đấy, thầy sẽ load vào đây biết là mình làm được rồi, mình lại còn tí nữa mình còn bị lẫn lộn cái phần làm chưa làm và cái phần làm được thì sao đúng không? Rồi sử dụng TypeScript xong. Nhúng bootstrap vào nhúng rồi đúng không? Bây giờ sang cái phần data binding. Engine for chúng ta dùng rồi đúng không? Engine if chúng ta chưa dùng. Thì trước khi đến data binding thì thầy sẽ dùng luôn thằng engine if đi cho mọi người được ôn một thể luôn cho nó liền lạc luôn. Đây cái user của mình đây. Thì trong trường hợp đây là mình lấy được dữ liệu ra thôi. Nhiều khi trong thực tế thì dữ liệu của mình nó lại không nằm ở đây mà nó lại nằm ở trên database cơ. Nó nằm trên Mongo, nó nằm trên MySQL. Thì khi đấy chúng ta phải gọi nó về đúng không? Gọi về thì nó lại nhiều khi nó được, nhiều khi nó không được. Nên xui. Server có thể là có dữ liệu hoặc là có dữ liệu rồi mà mạng nó lại mất chập chờn, nó lại mất mạng chẳng hạn. Thì ok. Cái việc ở đây là cái việc run rủi có hay không có. Thì quay sang đây để làm thế nào để cho cái ông HTML luôn luôn nó hiển thị chuẩn mà nó không bị lỗi. Thì chúng ta phải dùng thêm một cái thằng nữa gói nó vào. Ví dụ thầy sẽ để một cái section ở đây. Section ở đây là user section chẳng hạn. Trong cái thằng user section này thầy sẽ gói hết cái ông này vào. Thì thầy sẽ để luôn là nếu như mà tôi có cái user thì tôi mới hiển thị user section đúng không? Thì thầy sẽ thêm một cái gọi là engine if ở đây. Cái này tên khái niệm của Angular nó còn directive viết như này này mọi người. Đấy, directive Angular. Thầy sợ là thầy đọc được anh mà nhiều bạn nghe không ra đúng không? Nên thầy viết luôn chữ như rồi. Engine if thì chúng ta dùng như thế nào? Đầu tiên là chúng ta kiểm tra xem ông user này có đang có hay không. Rồi tiếp theo chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra xem nếu ông này có thì ông này có cái phần tử bên trong hay không. Tức là ông này là một mảng rồi mà mình muốn kiểm tra xem là ông đấy có bị là một cái mảng giống hay không. Tránh trường hợp là ông đấy là mảng mà chả có phần tử nào để gọi ra cả. Chúng ta sẽ có user.len đúng không? Lớn không đi. Để kiểm tra xem là có một phần tử thì ít nhất một phần tử thì mới in ra, không thì thôi đúng không? Ví dụ như là danh sách sản phẩm mà chả có sản phẩm nào thì in sao được. Rồi, thì quay lại check code chút nào. Bây giờ vẫn có bạn Tèo, bạn Tình, bạn Đạt đúng không? Thì ví dụ như bây giờ mà thầy ví dụ nha bây giờ mà chúng ta thấy là có cái array đây mà nó chả có phần tử nào thì nó mất hút đúng không? Nó mất hút, nó không báo lỗi. Nhưng muốn tường minh hơn thì chúng ta cần phải thêm một cái câu trả ra là nếu như mà tôi không có user thì tôi phải báo ra là gì ạ? Không có ai tham gia cái tool này chẳng hạn đúng không? Hoặc là không có ai là thành viên của cái section này, của cái section user này. Ok, thì cái engine nó có rất nhiều cách dùng hay. Một trong số cách dùng đấy là nó sử dụng L block.
hay gọi là NG template. Đây thầy sẽ thêm cái phần chính trong ngif nhá, chúng ta sẽ thêm một cái l block ở đây, l block thì nó là cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải viết thêm thằng ng template vào đây thì chúng ta mới sử dụng được cái thằng l block. Đến đoạn này lại kiểm tra bài cũ tí này, sợ các bạn đi ngủ hết rồi. Từ từ để thầy bật bật khung chat lên xem có bạn nào mở cam không. Thầy thấy các bạn đang đóng cam hết, đóng cam, đóng mic hết. Chả biết là các bạn còn không hay là say giấc lồng hết rồi. Alo, alo. Alo. Còn có cô Thu thôi. Thế còn mọi người đâu hết rồi? Tất cam thể ăn cơm và đi đâu hết rồi các em ơi, thả tim và thả like cho thầy Hoàng cái nào. Alo mọi người, còn ai nghe mọi người có một giúp thầy với. Đâu hết rồi? Rồi các em thả tim thả like cho thầy tí nào, cho zoom lên tí nào. Ừ, thì thầy cứ ngồi thầy giảng rồi mọi người đi ngủ hết đúng không? Mọi người đâu hết rồi? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp nha. Đâu nhỉ? Thì xem nào. Đang có 96 bạn. Thế là có 4-5 bạn gì đó đi ra ngoài rồi đúng không? Về à? 5 bạn rồi. Hay gần 20 bạn. Ok. Mấy bạn đấy chắc là... Có bạn Đặng Ngọc Thanh, bạn Thắng, bạn Huy này. Cảm ơn bạn Huy nha. Cảm ơn Đức nha. Ok, chào bạn Duy, bạn Hoàng, Thanh Vân. Mấy bạn này như có vài bạn lớp thầy này. Các bạn có hỏi gì thì cứ comment lên hỏi thầy, có thể là dừng lại một chút thầy trả lời các bạn cho đỡ, các bạn đỡ nhiều nhiều cốt quá, các bạn nhìn các bạn lại buồn ngủ. Nó bị cuốn đúng không? Nó bị cuốn. Giờ chúng ta sẽ có thêm một cái ông là ng template. Ông này thì nó lại là một cái dạng component nữa. Nếu như khi các bạn sử dụng ng if mà các bạn theo thằng l block này thì các bạn bắt buộc phải đưa vào đây một component, một thẻ HTML, một thẻ template, hoặc là nó có thể nó là một nguyên một cái component mới khác nhé. Thì cái cách dùng thì nó khá là đa dạng, và nó nếu mà các bạn tìm hiểu cái lưng cao ấy thì nó sẽ có nhiều cách dùng hơn. Nhưng đại loại bây giờ như thầy dùng cách đơn giản nhất là thầy coi nó như là một cái thẻ HTML. Thầy muốn hiển thị nội dung ra đúng không? Thì trong này thầy có thể thấy hiển thị một cái nội dung như thế này. Không tìm thấy thành viên nào chẳng hạn đúng không ạ? Nhìn thế này là ai cũng hiểu là à ok, nếu mà user của tôi mà trống rỗng đúng không? Thì tôi sẽ chạy công ng này, tôi kiểm tra nếu mà nó trống rỗng thì nó chạy sang L đúng không? L thì tìm vào L block. L block thì nó sẽ kiểm soát theo ID, nó sẽ kiểm soát theo dạng dấu thăng như thế này. Và khi mà không tìm thấy user thì mặc định khối code này sẽ không được hiển thị nữa, mà nó sẽ hiển thị thay thế một cái khối code tên là ng gạch ngang template như thế này. Thì cái l block này mọi người đừng đừng có fix cứng là à, tôi cứ nhất thiết là tôi phải ghi tên là l block nhé. Mọi người hoàn toàn có thể ghi là lan user đi chẳng hạn đúng không? Tức là không có ông nào ở trong này đúng không? Thì trên này thầy cũng sẽ sửa theo như thế thôi. Miễn sao là chúng ta đặt tên nó giống nhau, chúng ta đặt tên như sao thì nó gọi vậy đó. Rồi. Đặt tên thế nào thì phải gọi như vậy đúng không? Đặt tên A mà gọi B, B nó không nghe đâu đúng không? Rồi bên này thì chúng ta thấy rồi. Chúng ta thấy là khi mà thầy xóa hết tất cả thành viên trong cái array user thì mặc định là nó sẽ in ra một câu là không tìm thấy thành viên nào. Đây là cách dùng thứ hai của nginif. Rồi bây giờ chúng ta quay lại đây. Bây giờ chúng ta không comment những thành viên này nữa mà chúng ta để nó hiển thị đi. Bạn Tèo, bạn Tình, bạn Đạt này. Rồi. Đi sâu xa hơn một chút. Vừa nãy chúng ta dùng engine for rồi. Mà ông engine for chúng ta chỉ hiển thị ra được ID, được name thôi đúng không? Bây giờ thầy muốn khó hơn một chút đi. Thằng engine for này bây giờ thầy muốn đánh số thứ tự đi. Hoặc là thầy muốn tính tổng số người trong cái array của thầy đi. Thì thầy phải làm thế nào mọi người? Bạn nào gợi ý giúp thầy không? Đây chúng ta thêm dấu chấm phẩy này, xong chúng ta viết tiếp vào đây này.
Less y bằng index, cũng có một cách dùng. Bạn Minh Đức y bằng index. Ok, thầy thử nhé, thầy thử cách dùng bạn Đức xem được không nhé. Ok, bây giờ mình khai báo được y bằng index rồi. Mình gọi y vào đây đúng không? Ví dụ đối với mỗi sản phẩm, đối với mỗi người dùng này thì mình đánh số đúng không? Ví dụ mình đánh số ở đây là ông này là ông 1. Thì thầy chỉ cần ghi là y cộng 1. Bởi vì index nó luôn luôn đánh từ 0 đúng không? Thế nên là chúng ta phải cộng 1 nữa thì chúng ta mới được cái số thứ tự chính xác. Rồi đây chúng ta có thành viên thứ nhất này, thành viên thứ hai này, thành viên thứ ba này. Rồi. Thầy thấy nhìn code nó xấu xấu sao ấy? Thôi thầy sẽ CS một chút nhé. CS chút thôi. Nhìn cho nó đỡ xấu. Thầy sẽ CS một chút nhanh nhanh thôi. Thầy sẽ border một pixel solid thằng CCC. Ok, border radius 4 pixel, background color thằng BBB rồi đó. Thầy sẽ xíu cho nó nhìn cho nó đỡ xấu xíu. Margin trên dưới trái phải 12 pixel đi. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là có một cái thẻ giống như một cái khung ấy đúng không? Nhìn cho nó ưa nhìn một chút. Bạn 1 tên là Tèo này, bạn 2 tên là Tình này, bạn 3 tên là Đạt này. Rồi, tiếp theo thì cái việc còn lại của chúng ta là chúng ta đánh giá được y như này. Thực ra thì cách của bạn Đức cũng khá là hay nhé. Nhưng mà thầy hay viết theo kiểu là hay viết theo kiểu là gì ạ? Chúng ta dùng cái từ S gì đúng không? Từ S tức là coi y như là index này đúng không? Viết như này cũng được. Đấy, viết như này cũng là một cách viết nữa. Đấy. Thì bạn có thể viết dấu bằng. Bạn có thể viết S như này. Viết kiểu tiếng Anh này đúng không? Rồi các bạn có thể viết thêm một cái ông nữa là đếm tất cả, đếm tổng. Đếm tổng thì dùng gì mọi người? Chúng ta sẽ count đúng không? Count as total. Nhanh thôi đúng không? Chúng ta sẽ làm nhanh nhanh thôi. Count as total đúng không mọi người? Không ai comment gì nhỉ? Mọi người cứ kiểu trầm lặng. Nghe cứ kiểu. Các bạn đang chơi game hay đang làm gì? Hello, chào bạn Hưng nhé. Chào Mai Hương. Bạn nào còn để cả ảnh xác Hưng nữa kia. Chào bạn Minh Quý, Hữu Thế. Nào các bạn comment giúp thầy nào, hỗ trợ thầy với nào. Bình thường các bạn đếm total kiểu gì, các bạn cộng hết index vào hay là các bạn lấy cái index cuối cùng? Hả? Sao các bạn, các bạn xử lý chỗ này kiểu gì? Alo. Em nghĩ thế nào? Em cứ comment lên, sai thì thầy sửa các em. Thoải mái comment lên. Cho nó zoom với phòng học lên chứ. Bạn Hoàn có chấm 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 này không? Thế bình thường các bạn phân trang thì các bạn không đếm tổng số sản phẩm à? Các bạn phân trang rồi mà, các bạn được học phân trang rồi mà. Và bây giờ ôn lại thì bây giờ các bạn lại chầm chầm này là sao? Alo, ok. Alo. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể cách dùng là các bạn dùng giống như bạn Đức nhá. Các bạn có thể dùng dấu bằng less cao bằng như này, hoặc là có thể as như này cũng được. Có thể dùng hai cách đúng không? Thì cách nào cũng được.
Nhưng mà cái cách mà thầy hay viết thì thầy hay viết như thế này. Thầy viết như này thì kiểu như thầy viết thế này quen, chắc là nhiều khi mình viết theo cái cách nào mà nó giống như kiểu mình quán tính rồi ấy, thì là gần như là mình chỉ nghĩ đến mỗi cách đấy thôi, đúng không? Ok. Ô, sao lại thầy đang bị lỗi này, lỗi error current occur in the template. Thế là nó đang không nhận thằng total của thầy. Rồi ok. Thầy sẽ sửa lại một chút. Nó lại gợi ý, toàn gợi ý sai này. À, cái y này nó bị trùng à? Các bạn đợi thì xíu nhé, để thầy cắt cho Z lại nhá. Cái đoạn này nó đang của thầy không hiểu tại sao nó gợi ý, nó toàn gợi ý sai thôi. Mỗi lần ấn cắt cho nét thì lại bị format code, nhưng mà bị format code sai. Thực ra thì cái phần từ từ đợi thầy chút, để thầy cắt xuống xét này đã. Nó đang bị cái là thầy đang bị cài một cái extension mà nó đang bị xung đột, cho nên là lúc thầy gõ thì nó không gợi ý, mà nó lại gợi ý theo hướng JavaScript thì phải, chứ nó không gợi ý theo 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 cái này. Bạn Xuân Đạt bảo index as đi à? Ok, index as đi nhá. Rồi, tức là coi index như là y rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có gì ạ? Nào gợi ý tiếp nào, gợi ý tiếp total account à? Đúng không? Total account à? Hay là như nào? Ok, total account đúng không? Các bạn comment nào? Comment cho nó dễ nhớ bài nào. Total as cao hay là cao as total mọi người? Mọi người đâu hết rồi? Phải là cao as total chứ. Ẩn hết rồi. Đi ngủ hết rồi. Rồi thôi rồi. Thầy sẽ xử lý lốt phần này nhanh để chúng ta sang thêm một cái nội dung nữa. Không thì lại muộn giờ của bạn mất. 19:59 rồi. Thì bây giờ các bạn viết là các bạn hoàn toàn để viết là ok, chúng ta viết là phần tử 1 trên tổng số bao nhiêu, đúng không? Ví dụ như cái bạn này là thành viên 1 trên tổng số bao nhiêu thì chúng ta sẽ viết thêm vào đây, viết lối chuỗi vào đây. Chúng ta sẽ sử dụng hai lần cái iteration. Chúng ta sẽ viết vào đây là total ở đây, đúng không? Thì ví dụ như bây giờ thầy có 3 bạn tạo ra 3 cái tấm thẻ user ở đây, thì thầy thấy là có phần tử 1/3 này, phần tử 2/3 này và phần tử 3/3. Thì cái bài toán này là bài toán đơn giản thôi, nhưng mà tương lai chúng ta nâng cấp lên thì chúng ta sẽ phải xử lý phức tạp hơn một chút, là chúng ta sẽ phân trang bằng chính cái total này và chính cái y này. Thế nên là thầy mới hỏi các bạn là khi bạn dùng engine for ấy, các bạn chỉ biết mỗi for cái user name, user gender thôi ấy, thì nhiều khi nó chưa đủ, thì các bạn phải vòng vạch, các bạn phải tìm hiểu thêm những cái index và những cái phần về total. Thế nhưng mà thầy thấy các bạn chả tương tác gì cả. Hỏi đi hỏi lại, thấy bây giờ đang có 100 bạn đây mà bạn chả tương tác gì cả. 85 bạn đây này. 85 bạn nhưng mà hình như là không biết là đang ăn cơm hay đang làm gì mà chả tương tác gì cả. Rồi, thì cái bài này thầy sẽ giữ nguyên như này, nhưng mà buổi sau mình sẽ chuyển sang sản phẩm và mình sẽ phân trang nhá. Mình sẽ phân trang xong rồi mình sẽ xử lý thêm về phần routing.
Đương nhiên là chúng ta không thể nào có ba cái sản phẩm như thế này được. Bởi sau mình sẽ có một cái JSON server, thầy sẽ chuẩn bị sẵn dữ liệu cho mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng thực hành. Quay lại phần phần code một chút nha. Phần phần list một chút nha. Thì chúng ta thấy là chúng ta học được ng-if rồi, học được ng-for rồi. Ngoài ra chúng ta có một cái ông gọi là ng-model nữa. Ông ng-model này về bản chất nó là một directive, nhưng mà khi chúng ta hiểu về được ng-model thì chúng ta phải học về data binding, tức là chúng ta phải học POM 7 trước chúng ta mới đến mục 8. Thì ng-class các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Còn ng-class này thì nó cũng giống ng-if thôi, nhưng mà nó không phải dùng để hiển thị số liệu, mà mục đích của nó là nó để kiểm tra xem là điều kiện khi nào xảy ra điều kiện này thì chúng ta hiển thị cái class này, đúng không ạ? Khi nào mà xảy ra điều kiện kia thì chúng ta lại hiển thị một cái class kia. Tức là ví dụ như cùng là sản phẩm, nhưng mà có những sản phẩm đang sale off chẳng hạn, mà thầy muốn riêng cái sản phẩm sale off đấy nó có một cái màu lèn nổi trội, màu đỏ chẳng hạn, thì khả năng lúc đấy thầy sẽ nghĩ đến thằng ng class. Mọi người hãy tìm hiểu thêm thằng ng class để giúp thầy nha. Rồi, bây giờ mà chúng ta tìm hiểu thêm ng class là khả năng nó hết giờ mất. Rồi chúng ta sẽ sang thằng data binding. Lốt phần kiến thức data binding này là chúng ta sẽ kết thúc buổi đầu tiên. Trong cái nội dung data binding thì các bạn để ý một chút là ok, thầy sẽ tạo ra một cái trang nữa đi. Tạo một cái trang nữa. Thầy sẽ tạo ra hẳn một cái trang nữa. ngrc C page. Thầy sẽ tạo ra một cái trang tên là login đi. Rồi trong cái trang login này thì khả năng thầy sẽ có một cái form ở đây đi. Thầy sẽ có một cái form đây để chúng ta hình dung chúng ta dễ làm việc. Rồi các bạn thấy là trong login nó chưa có gì thì tạm thời thầy để một cái biến name như thế này. Biến name như thế này. Rồi. Rồi. Thì sau khi thầy tạo một cái biến name như này thì thầy sẽ quăng nó vào đây. Các bạn chắc cũng mệt rồi đúng không? Học buổi tối mà. Ở bên trang router này thì thầy sẽ định nghĩa một chút, thầy sẽ điều hướng sang login nhé. Phần này nó cũng nhiều code nên là nhiều khi các bạn nhìn cũng chóng mặt nữa. Component login rồi. Thế thì như vậy là chúng ta có một cái router mới tên là login. Router thì khả năng buổi sau thầy mới lại dạy router đây là nó. Rồi đợi chút để thầy khởi động lại. Mọi người nghe giọng thầy nó có bị dè, bị ốm quá không? Thầy đang đang bị ốm chị. Giọng vẫn chuẩn và ok thầy Hoàng ạ. Rồi khi chúng ta có một cái thằng router login như thế này thì đương nhiên là khi vào app component nó sẽ được điều hướng theo router outlet và nó sẽ chạy sang ông login. Ông login thì chúng ta mới có một cái thẻ P như thế này. Có một cái biến tên là name. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem khi chúng ta vào login thì nó có cái gì. Login này thầy đang thêm vào routing rồi đúng không? Chúng ta có home, chúng ta có login. Đợi thầy một chút nha. Chúng ta có home này, có login này, login space này. Không có sai không? Page login. Page login, login component. Rồi. Ở trong thằng home mình lợi dụng. Các bạn check cùng với thầy cho nào, xem là thầy đang viết sai đâu. Ông này là ông app home. Ông app home mình cho vào router outlet rồi.
Ông login này mình chưa vào đâu. App của mình là app login. Và sao tại sao mình lại thêm vào app login vào đây, trong khi router của mình có about, có home nên mình không thêm đúng không? Nên mình đang đang hơi bị lộn xộn ở cái phần routing này. Phần routing này khả năng mình sẽ cấu hình lại header cho nó cụ thể. Header của mình đang chỉ có trang home thôi này. Rồi. Mình sẽ vào ông about đi. Tự nhiên vào login làm chi cho nó mệt người ra. Rồi, about mình chưa định nghĩa đúng không? Mình lại định nghĩa tiếp. About thì mình sẽ định nghĩa vào component about. Vô. Đợi thầy xíu nha, máy nó kêu hơi to rồi. Vô bao, ok. P23094 là bạn nào không để tên luôn này, ẩn danh luôn đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử xử lý một chút vào cái trang about này nhé. Thì trang about này giới thiệu về chúng tôi đúng không? Thông thường các công ty hay có cái trang about để giới thiệu về dịch vụ, về công ty, về sản phẩm. Thì mình sẽ giới thiệu chút chút vào cái nội dung này. Ví dụ thầy có một cái công ty là company ở đây, thầy cũng chưa biết là nó có những thông tin gì, ví dụ name company ở đây đúng không? Công ty Google chẳng hạn. Rồi có thêm những cái thông tin như địa chỉ chẳng hạn. Địa chỉ Mỹ nhưng mà là Mỹ Đình chứ không phải là Mỹ USA đúng không? Ok, thầy sẽ để Mỹ Đình. Thế thôi, mà chúng ta sẽ sao để chúng ta xử lý cái phần này. Thì khi mà các bạn có một cái biến là company như thế này, các bạn muốn gọi nó ra thì chúng ta biết cách dùng rồi đúng không? Chúng ta sẽ biết cách dùng là ok, chúng ta sẽ sử dụng một cái dấu nội suy để chúng ta gọi ra là company. Company. Lên, rồi. Cái trang kia đâu rồi? Đây. Thầy lại phải thu nhỏ cái trang này lại xong rồi. Nó cứ bị đóng bớt đi để mình, máy nó cứ bị đơ đơ ấy mọi người. Thao tác mà kéo mà nó không theo cái cử chỉ của mình nữa. Rồi. Thì bây giờ chúng ta có tên ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta hiểu là binding là nó như thế nào. Đầu tiên ấy, chúng ta hiểu là trong binding thì nó có 3 nội dung binding quan trọng nhất. Khi chúng ta nhắc đến data binding, đó là chúng ta có cái thông tin là nếu như mà chúng ta muốn truyền dữ liệu ra, chúng ta không hoàn sử dụng cái dấu nội suy như này, thì chúng ta còn thêm sử dụng một cái cách nữa, đó là cái cách là chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông mọi người. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái ông là value input của thầy muốn để mặc định là company name, thì thông thường là thầy sẽ viết như này ha. Thông thường là mọi người nghĩ là thầy sẽ để dấu string, xong thầy sẽ viết vào đây là company nêm này đúng không? Rồi, thì đương nhiên là cái tên công ty này Google Inc này cũng được điền vào ô input thôi. Nhưng mà cái cách viết như này là cái cách viết mà chúng ta sử dụng dấu nội suy, và cái cách này là cái cách mà nó không hẳn là có thể truyền dữ liệu được từ phía bên ngoài template vào bên trong. Thế thì có một cái cách mà nó hay hơn nữa là chúng ta bỏ dấu nội suy này đi, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông ở đây đúng không? Dấu ngoặc vuông đây nó gọi là binding đấy ạ. Và bây giờ thì không cần phải có hai cái dấu ngoặc nhọn ở trong này nữa. Cách này nó có hiệu quả tương tự mọi người ạ. Thì để mà có thêm nhiều cái demo hay thì thầy khả năng thầy sẽ viết luôn hai cách để cho mọi người dễ quan sát, về sau mọi người còn dễ đọc lại code nữa, chứ bây giờ thầy xóa đi thì khả năng nó mất luôn và không mọi người xem lại khó.
Questioners. Rồi, thì đây là hai cái cách để chúng ta gọi dữ liệu từ phía component gọi ra ngoài template. Thì bây giờ để chúng ta gọi cái sự kiện, gọi cái dữ liệu từ phía template gọi vào bên trong thì sao? Chúng ta lại có một cái dấu nữa, chúng ta lại không sử dụng dấu ngoặc vuông, mà bây giờ chúng ta quay ra chúng ta sử dụng dấu ngoặc tròn. Ví dụ có thể có một cái nút bấm. Cái nút bấm này nó có một cái sự kiện là click chẳng hạn. Thì cái sự kiện click là do người dùng tạo ra, đúng không? Và người dùng tác động lên cái giao diện của trình duyệt. Và khi mà trình duyệt người ta, khi mà trình duyệt nó đón nhận cái sự kiện đấy thì có phải là truyền được dữ liệu từ phía template truyền vào ngược vào component, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái sự kiện click ở đây. Thông thường là loop thì có sự kiện là click, đúng không? Nhưng thực ra chúng ta có nhiều cái sự kiện khác. Và bây giờ thầy phải viết một cái function ở đây. Ví dụ thầy viết một cái function là handle click ở đây chẳng hạn. Ý là thầy tạo ra một cái function là người dùng muốn bấm ở đây, đúng không? Nó báo lỗi là đương nhiên là thầy chưa khai báo thì thầy nó báo lỗi là đúng rồi. Chúng ta quay sang đây chúng ta khai báo cái function này nhé. Thì đây thầy chỉ đang để console log chào mọi người thôi, cho nó biết là chúng ta có một cái sự kiện ấn vào thì chào mọi người thôi, đúng không? Cái nút bấm nó bé xíu đây này mọi người, tại vì nó chưa có nội dung đấy. Welcome, mình sẽ đưa nội dung vào. Rồi, nhìn thấy cái nút bấm chưa mọi người? Bây giờ thì có cái nút welcome đây rồi. Mình muốn xem nó truyền dữ liệu vào cái gì thì mình inspect ra để mình ấn thử ha. Buổi đầu nó cũng đơn giản thôi, thế là chúng ta ấn thử này. Ok, sau khi mình ấn thử thì mình thấy là sự kiện của mình đã được truyền từ template truyền vào component, đúng không? Cái sự kiện này nó bắt đầu truyền, nó gọi cái hàm này. Cái hàm này thì được khai báo ở bên about.component.ts đây. Thì mỗi lần mình ấn là nó sẽ gọi cái hàm đấy. Và cái hàm đấy thì rất nhiều khi là chúng ta sẽ xử lý nhiều thứ bên trong, chứ không phải là có console log như này thôi. Điển hình là chúng ta đăng ký đăng nhập là chúng ta sẽ sử dụng cái nút bấm để gửi dữ liệu đi, đúng không? Rồi đọc thêm sửa xóa, nhiều khi chúng ta cũng phải sử dụng nút bấm để xóa, cũng có thể sử dụng nút bấm để thêm, để cập nhật. Thế thì tóm gọn lại, các bạn thấy là khi mà chúng ta truyền dữ liệu từ bên trong component ra ngoài thì chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông. Còn khi mà chúng ta muốn truyền dữ liệu từ bên ngoài giao diện đi vào bên trong thì chúng ta sử dụng dấu ngoặc tròn. Thế thì còn một cái trường hợp nữa là thầy muốn truyền qua truyền lại, tức là truyền hai chiều, không có truyền một chiều đâu. Người ta gọi là two-way binding mọi người nhé. Cái này gọi là two-way binding. Thì chúng ta phải xử lý thế nào? Chúng ta nên load vào không đi. Thì Hoàng ơi, nội dung nào mà thì thầy có thể để các em nghiên cứu, buổi sau thầy giải đáp tiếp. Bởi vì là đến ca này chúng ta phải giao giải Zoom cho ca sau thì các bạn còn vào, bởi vì là bây giờ bắt đầu ca sau đã vào rồi. Thầy nhắc nhở các em cái nội dung mà có thể là về nhà xong buổi sau mình giải đáp. Dạ vâng, em sẽ triển khai nhanh ạ. Đến tầm 20 giờ 14 rồi. Thì thầy sẽ nhắc lốt phần này xong rồi chúng ta sẽ hỏi đáp sơ. Rồi chúng ta sẽ nhường lại Zoom cho lớp khác nha. Thì cái two-way binding này nó hay hơn ở cái là bây giờ thầy quay lại cái file about một chút nha. Cháy giao án đúng không? Thì chúng ta thấy là khi chúng ta chuyển đi thì chúng ta sử dụng dấu ngoặc đơn. Rồi chuyển về thì chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông. Thì cái chuyển đi và chuyển về kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là ngoặc đơn kết hợp ngoặc vuông. Và lúc đấy chúng ta sẽ cần dùng đến cái thằng Directive NG Model mọi người ạ. Chúng ta sẽ không để ở đây nữa là value nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng NG Model ở đây. Và khi sử dụng NG Model này thì các bạn phải import giúp thầy thằng Form Module vào trong app.module. Tại vì thằng NG Model đó là một thành phần của thằng Form. Chúng ta sẽ import vào đây nhé. Rồi. Như vậy thì bây giờ thầy cứ thay đổi ở đây là bên trên bên dưới là nó thay đổi liền ạ. Thì những cái nội dung mà nó liên quan đến cái việc mà data binding này thì thầy thấy là nó cũng khá là đơn giản, khá là dễ với mọi người ấy. Mọi người có thể là tìm hiểu thêm những cái binding khác ở trong Angular.io
Mọi người có câu hỏi nào để đặt cho các thầy cô không? Đây thầy sẽ mở luôn phần doc để thầy thầy share thêm cái nội dung đấy. Two-way binding này. Two-way binding là chuyển hai chiều mọi người ạ. Hello mọi người có câu hỏi nào đặt đặt câu hỏi cho ban tổ chức ngày hôm nay không? Đặt câu hỏi cho cô Thu hoặc là thầy Đạt hoặc là thầy. Đã có ai mà vào học mà chưa điểm danh không? Mọi người đọc khung chat cô Thu đang nhắn lên cho mọi người cả. Kem ơi, còn bạn nào chưa điểm danh, kem điểm danh nốt cho cô là một này. Thứ hai là kem soi vào cái link Zalo nhá. Cái link Zalo đấy cuối buổi tí cô up lên, ngày mai cô sẽ gửi video của buổi học hôm nay cũng như code của buổi học hôm nay lên cho các em nhá. Và cứ theo dõi ở trên đó có nội dung gì thì các buổi tutorial sau cô sẽ up lên. Còn nếu không còn tiếng gì nữa các em hỏi thì có thể nhắn tin lên trên Zalo, nhắn tin cho thầy để thầy hỗ trợ, thầy giải đáp, và buổi sau thầy sẽ có thể là cái nội dung mà các bạn hỏi nhiều ấy, thầy sẽ thông báo ở trước lớp luôn cho các bạn. Đang mưa to quá. Rồi. Bạn này không có tên, bạn là tên gì? Vậy xin chào cô Loan và xin chào các thầy cô ở ca tutor sau. Vậy thì buổi học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em vào ngày 18:30 ngày 10. Hôm nay là thứ 5, thứ 7 đúng không các em? Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay nào bây giờ là Zoom các bạn ca sau phải vào ngay bây giờ ạ? Thầy xin phép tắt xem màn hình nhé. Các bạn ca sau hình như đã vào rồi hay sao đúng không ạ? Đúng rồi, ca sau vào rồi thì Hoàng. Ok, cũng hơi gấp nhỉ. Em lại cứ mãi em giảng có khi lại quá giờ. Rồi bây giờ mọi người có câu hỏi nào mọi người chat vào trong nhóm Zalo của chúng ta nhé. Thì cái phần số code thì khả năng thầy sẽ đẩy lên Git và thầy sẽ gửi lại link Git vào trong Zalo cho cô Thu, và cô Thu cũng sẽ tổng hợp lại toàn bộ cái đức nội dung cho các bạn, gửi lại cho các bạn sau. Cảm ơn các bạn nhé. Chào bạn Vương nhé, chào Thanh Vân, chào Hoàng nhé.